Công an tỉnh Tiền Giang vừa bắt giữ một đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. 25 tuổi và rất nhiều gia đình phía trước, thế nhưng tất cả đều khép lại chỉ vì suy nghĩ không làm mà muốn có ăn. Vào tiệm vàng đóng giả khách, đối tượng ôm sợi dây chuyền 10 chỉ bỏ chạy, nhưng cuối cùng lưới trời vẫn lồng lộng. Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang vừa bắt giữ Ngô Thanh Trang, 25 tuổi, để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, vào ngày 5 tháng 6, tiếp nhận tin báo của bị hại về vụ cướp giật tài sản xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Minh ở xã Bình Phan, Công an huyện Chợ Gạo phân công lực lượng đến hiện trường điều tra, truy vết và bắt được Trang. Đối tượng khai nhận mấy tháng gần đây có cờ bạc qua mạng và bị thua sạch dẫn đến nợ nần. Nghi phạm chạy xe máy đến tiệm vàng rồi vờ hỏi mua. Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, Trang giật sợi dây chuyền hơn một cây vàng, sau đó đem đến một cửa hàng ở thành phố Mỹ Tho bán được hơn 50 triệu đồng. Trả nợ 30 triệu, số còn lại thanh niên này tiếp tục đánh bạc và cũng thua sạch cho đến hôm qua thì bị bắt. Cũng nhắm đến vàng để ra tay cướp giật, hai đối tượng sau đây lấy được tài sản liền bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, cả hai còn suy tính chu toàn, cởi bỏ áo, hòng xóa dấu tích, tránh bị công an phát hiện. Thế nhưng sự điêu hoa xảo quyệt cũng chỉ đến thế là cùng. Nếu có trách, có lẽ cả hai chỉ biết trách bản thân chọn sai đường tẩu thoát. Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Lê Văn Tài, 22 tuổi và Phạm Ngọc Hải, 24 tuổi, cùng ở thành phố Long Xuyên, điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trưa hôm qua, chị Trần Thị Mỹ Hắc, 40 tuổi, trú xã Mỹ Khánh, chạy xe máy về nhà. Đến đoạn thuộc ấp Bình Khánh, chị bị Tài và Hải áp sát giật sợi dây chuyền hơn một cây vàng 18K đang đeo trên cổ. Gây án xong, cả hai tăng ga tẩu thoát được khoảng 2 cây số thì thấy cảnh sát chốt chặn bảo vệ khu vực bị sạt lở bờ sông ở phía trước. Hai đối tượng hoảng sợ cởi bỏ quần áo, xe máy nhằm tránh sự phát hiện của bị hại và lực lượng chức năng. Thế nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xã Mỹ Khánh rất nhanh khống chế bắt giữ hai nghi phạm. Giữa trưa, giữa cây nắng như thiêu như đốt, lòng người cũng bỗng trác vì tiếng còi chữa cháy trang trọng tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Quả quạng bùng lên tại xưởng gỗ với những cột khói bốc cao hàng chục mét. Lực lượng chức năng có mặt kịp thời triển khai công tác dập lửa. 11 giờ 30 phút trưa nay, công nhân tại xưởng gỗ trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đám cháy cùng cột khói bốc lên nghi ngút. Do nhà xưởng chứa gỗ nên quả quạng lan rất nhanh. Lửa bùng lên vào giờ nghỉ trưa nên hầu hết mọi người đều rời xưởng. Trước đó, một công nhân khác trong lúc đi vệ sinh ngửi thấy mùi khét tỏa ra từ bình nước phía trên. Lực lượng chức năng sau đó đến hiện trường hướng dẫn người dân, công nhân nhanh chóng di dời đến nơi an toàn, tránh hít phải khói độc. Khoảng 200 mét đường Tam Bình cũng được phong tỏa để phục vụ công tác cứu quả. Lửa tàn, khói tan, nhưng người dân khu vực đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đến giờ vẫn còn bàng hoàng vì đám cháy xảy ra vào sáng nay. Lực lượng chức năng phải sử dụng bình dưỡng khí và các trang thiết bị chuyên dụng để tiếp cận sâu vào bên trong, tìm kiếm những nạn nhân có thể bị kẹt lại. Đám cháy xảy ra tại căn nhà trên đường Hùng Vương, khu phố 7, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vào 11 giờ trưa nay. Căn nhà có 3 tầng nổi và 1 tầng mái lập tôn. Bên trong chứa nhiều hàng hóa và vật liệu dễ cháy như đồ chơi trẻ em, gấu bông, áo quần, nhựa, cao su. Xe chữa cháy, xe tiếp nước chữa cháy được điều đến hiện trường nhanh chóng. Cán bộ chiến sĩ phải sử dụng bình chữa khí và các trang thiết bị chuyên dụng tiếp cận sâu vào bên trong, tìm kiếm những nạn nhân có thể bị mắc kẹt lại. Đến 12 giờ rưỡi trưa nay, hỏa hoạn được dập tắt. Phần lớn hàng hóa ở tầng 2, tầng 3 và tầng mái căn nhà bị thiêu rụi. Rất may chủ tiệm không có thiệt hại về người. Nhiều đối tượng thừa nhận bị lôi kéo, dụ dỗ thực hiện hành vi tàn độc, trả lời hứa hẹn được cho tiền, tài sản. Để rồi sau đó là những lời nói trúng trảy của những kẻ lầm đường. Tôi hối hận, tôi sai rồi, tôi xin bà con buôn làng không làm theo những việc của chúng tôi. Khiến máu đổ giữa thời bình là tội ác, nhưng giữa hiểm nguy, sức mạnh đồng bào càng nhân lên bội phần. Cả nước hướng về Tây Nguyên và người dân nơi đại ngàn cũng chung tay cùng lực lượng chức năng vây bắt tội phạm. Tất cả đều trở thành hậu phương vững chắc, nghĩa tình khi sẻ chia từng hộp cơm đến với lực lượng bảo vệ chốt chặn.
hoặc quyên góp hỗ trợ gia đình cán bộ chiến sĩ hy sinh, bị thương và người dân bị nạn trong chùa Diệt. Trong phần sau chương trình, sự thật về vòng tròn đen bí ẩn trên bầu trời Hà Nội. Tạm đình chỉ giám đốc trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia. Giải thiệu không hạt Việt Nam lần đầu xuất khẩu sang Nhật Bản và Anh. Nằm giữa thành phố Xô Bồ, Quý Hạ là một quán cà phê tựa như khu rừng nhiệt đới thu nhỏ, nơi mà mọi người sẽ tạm quên đi chiếc điện thoại để hòa mình vào thiên nhiên. Thưa quý khán giả, Nguyễn Ngọc Đức sinh năm 1981, vừa bị Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Điều khiến dư luận bất ngờ là nguồn cơn sự việc chỉ phút nghi ngờ. Trước đó, tại vỉa hè trên phố ở phường Thuận Hòa, thành phố Huế, Đức cho rằng anh S, sinh năm 1978, tranh giành khách mua mẹ sửng của mình, nên hung hãn lao vào đánh đấm liên tiếp khiến nạn nhân bị thương. Hành vi này ảnh hưởng đến an ninh trật tự và gây phản cảm đến hình ảnh du lịch cố đô. Sau thời gian củng cố hồ sơ, đến nay cảnh sát thực hiện các thủ tục tạm giam Đức để phục vụ điều tra. Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam xác nhận việc tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Đức Ninh, Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ của công tác thanh tra về cung ứng điện. Việc thanh tra được thực hiện trong bối cảnh Bộ Công Thương công bố quyết định lập đoàn thanh tra về cung ứng điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vào cuối tuần trước. Trong đó tập trung làm rõ việc cung ứng chủ động nhiên liệu cho các nhà máy điện, vận hành hệ thống điện, quy động các nguồn điện, tính công bằng trong quy động và quy động điện các nguồn năng lượng tái tạo chuyển tiếp. Cục điều tra chống buôn lậu phối hợp Cục Hải quan Hà Nội kiểm tra phát hiện 5 hành khách đi trên chuyến bay EK394 và QR976 có hành trình từ Ba Lan quá cảnh ở Dubai và Doha đến sân bay quốc tế Nội Bài, vận chuyển trái phép hơn 350.000 đô la Mỹ và trên 245.000 euro, tương đương khoảng 14 tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Theo quy định tại thông tư số 15 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước, cá nhân khi xuất cảnh nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định phải khai báo cơ quan hải quan cửa khẩu. Mức quy định là 5.000 đô la Mỹ đối với các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương hoặc 15 triệu đồng. Một vòng tròn đen được cho là bất ngờ xuất hiện trên bầu trời sau cơn mưa tại Hà Nội hôm 6 tháng 6. Khoảnh khắc được chụp lại và đăng tải kèm thông tin cho biết, mới đầu vòng tròn chỉ có kích thước nhỏ, đường kính bằng miệng chậu, sau đó phát tán ra to hơn và lơ lửng trên không trung. Liên quan đến hiện tượng này, nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam cho biết, thông qua video được chia sẻ trên mạng xã hội, rất khó để có thể kết luận chính xác. Dựa vào màu sắc thì đây có thể là một dải khói có nguồn gốc nhân tạo do đốt nhiên liệu dưới mặt đất gây ra. Tuy nhiên, vì chỉ có một nguồn hình ảnh duy nhất lại không có căn cứ để xác minh địa điểm, nên việc khẳng định hình ảnh này được ghi lại tại Hà Nội là chưa chắc chắn và cũng không có nhiều cơ sở xác định. Cuối năm ngoái, hình ảnh về vòng tròn đen tương tự cũng từng được nhiều người chia sẻ và khẳng định nó xuất hiện ở Đồng Nai. Thực tế, nhiều nước trên thế giới như là Anh, Trung Quốc cũng ghi nhận hiện tượng này. Có như thể một cánh cổng dẫn đến chiều không gian khác. Nielsen Watson, tác giả của một cuốn sách hướng dẫn điều tra đĩa bay UFO, cho rằng hiện tượng này là kết quả của một hoạt động nào đó của con người. Thưa quý khán giả, cuối năm ngoái, hình ảnh trái vải thiều không hạt lần đầu được trồng thành công ở nước ta khiến lòng người trộn rộn háo hức. Háo hức bởi từ hồi nào tới giờ, nhiều người vẫn biết đến giống vải có hạt, qua cùng lắm thì hạt nhỏ xíu tầm hạt tiêu. Đến mùa vải này, nhà vườn càng phấn khởi hơn bởi lô vải không hạt có thể lên máy bay sang tận Anh và Nhật Bản.
Nhà Dương cho biết một ký giải không hạt được bán với giá 250.000 đồng tại thị trường nội địa. Sau 4 năm canh tác thử nghiệm thì đây là vụ đầu tiên lứa giải không hạt 1.200 cây cho thu hoạch với năng suất khoảng 60 kg một cây. Mới đây, hơn 1 tấn giải không hạt đầu tiên được công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp công nghệ cao Hồ Gươm Sơn Âm trồng tại Thanh Hóa được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và Vương quốc Anh. Đây là giống giải không hạt được công ty phối hợp với Viện Di truyền Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn tạo trong thử nghiệm trên địa bàn huyện Ngọc Lặc với khoảng 30 ha tại xã Quyệt Ấn theo quy trình Việt Gap Global Gap nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp công nghệ cao Hồ Gươm Sông Âm cho biết đây là năm đầu tiên công ty thu hoạch giải để bán ra thị trường, ước tính sản lượng khoảng 20 tấn. Những năm trước, giải thiệu hầu hết được các đầu mối xách tay từ Nhật về với giá lên tới 5 triệu đồng một ký, tức là đắt hơn 150 lần so với giải Việt. Còn năm nay, mọi chuyện đã khác. Để tiếp tục nhân rộng trồng trồng, công ty ươm hơn 50 cạn cây giải không hạt, chuẩn bị canh tác cho mùa vụ năm sau. Dự kiến đến năm 2030, sản lượng giải thu về khoảng 800 tới 1.000 tấn mỗi năm. Tất cả được kỳ vọng làm đa dạng chủng loại giải ở nước ta, nâng cao giá trị kinh tế cho nhà vườn. Chẳng phải ngẫu nhiên người ta nói tội phạm ma túy là tội phạm của mọi loại. Thưa quý khán giả, xã hội phát triển và những chiếc điện thoại trở thành vật bất ly thân của rất nhiều người. Không có bắt gặp những bữa cơm, những buổi cà phê hẹn hò họp mặt, ai cũng dán mắt vào màn hình điện thoại. Nhưng tại Cà Mau thì có một nơi rất đặc biệt, một quán cà phê giúp mọi người tạm quên đi chiếc điện thoại, máy tính và hòa mình với thiên nhiên. Biến đam mê thành hành động, hành động vì mục tiêu giúp mọi người hòa mình với thiên nhiên, quên đi điện thoại. Một chàng trai trẻ mạnh dạn mở quán cà phê thú cưng độc đáo nhất xứ Cà Mau. Quán cà phê ở đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau là địa điểm check-in và trải nghiệm thú vị cho giới trẻ, nhất là những ai muốn rời xa điện thoại. Mô hình ở đây nó rất là thoáng, nó nói chung là không gian, đủ không gian để cho tụi em để có thể mà trải nghiệm những cái con vật, những con thú cưng của mình, như là cái dòng chim săn mồi rồi các dòng vẹt, thì nó mát mẻ, nó kiểu cho mình một cái khu rừng sinh nhật cảnh, như một cái khu rừng nhiệt đới nhỏ, mini nhỏ trong đồng thành phố Cà Mau vậy đó. Anh Phạm Minh Đức, chủ quán cho biết bản thân mất hơn 10 năm để chơi và huấn luyện đại bàng thuần thục trở thành thú cưng, rồi sau đó là nhiều loài vật khác từng bước làm nên tên tuổi cho quán. Bên cạnh việc tạo ra không gian rộng đủ chỗ cho khách chơi các con vật săn mồi như đại bàng, diều hâu, chim cú, quán cũng bố trí chỗ cho két, vẹt, trồng đam bỉ, ếch, cá, còn có cả kiến. Việc chú trọng tạo ra không gian và các loài vật nuôi từng bước giúp các em nhỏ và nhiều bạn trẻ tạm rời xa chiếc điện thoại, máy tính bảng. Mục đích của quán chính nữa đó là dành cho những bạn mà những gia đình mà có con nhỏ hay mê điện thoại á, thì họ vô đây em sẽ khuyến khích là không dùng điện thoại nữa và sẽ trải nghiệm hết một vòng quán để mình tìm hiểu từng dòng mình cầm mình chơi như thế này, thì nó vừa tạo nên sự là yêu động vật và gần gũi thiên nhiên hơn thì không còn sử dụng nó đỡ cho mắt lắm. Mỗi chú chim, mỗi con vật có vẻ đẹp khác nhau, tất cả tạo nên không gian náo nhiệt tựa như khu rừng nhiệt đới thu nhỏ, nơi mà mọi người có thể hòa mình vào thiên nhiên. Tin tức Mê Công đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.